Xin chào bà con, mình đã quay lại với kênh của Nghiên cứu Luật Việt Nam. Thì cũng rất lâu rồi mình mới quay lại với bà con để tư vấn về luật hình sự Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ tư vấn cho bà con về cái tội mà cướp giật tài sản. Và bên mình sẽ bào chữa cho một bạn đã đặt câu hỏi về chương trình ngày hôm nay, và đây cũng là chương trình thực tế nhất. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia làm các phần sau đây. Thứ nhất là tội cướp tài sản được quy định theo điều 168 Bộ luật hình sự 2015. Và thứ hai nhờ cái tình huống thực tế mình sẽ tư vấn cho bạn đó, và mình sẽ đưa vào trong video ngày hôm nay. Và có một bạn băn khoăn thắc mắc và đặt câu hỏi về cho chương trình, và bên mình cũng đã tư vấn cho bạn về cái tội cướp tài sản. Thì cái tội cướp tài sản là cái tội phạm có cấu thành, hình thức và được coi là hoàn thành từ cái thời điểm mà người phạm tội đã thực hiện được một trong các cái hành vi dùng bạo lực, đe dọa, dùng vũ lực ngay tức khắc, hoặc là cái hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào cái tình trạng mà không thể chống cự được. Đó, và không thể mất khả năng chống cự lại, và không kể người phạm tội có chiếm đoạt được hay là không. Đó. Và luật sư của Nghiên cứu Luật Việt Nam sẽ tư vấn cho bà con về cái tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự 2015 như sau. Thì điều 168 về tội cướp tài sản, tại khoản 1, người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, hoặc là có cái hành vi khác làm cho cái người bị tấn công lâm vào cái tình trạng là không thể chống cự được, nhằm chiếm đoạt cái tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Và tại khoản 2 có quy định là phạm tội thuộc một trong các cái trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A có tổ chức, điểm B là có tính chất chuyên nghiệp, điểm C là gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà cái tỷ lệ tổn thương trên cơ thể từ 11% đến 30%. Điểm D là có sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc là thủ đoạn nguy hiểm khác. Điểm D là chiếm đoạt cái tài sản trị giá từ 50 triệu đồng cho đến là dưới 200 triệu đồng. Và điểm E là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hoặc là phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, hoặc là người không có khả năng tự vệ. Điểm G là gây ảnh hưởng xấu đến là an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Điểm H là tái phạm nguy hiểm. Và tiếp theo nữa là khoản 3 là quy định là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Điểm A là chiếm đoạt tài sản của trị giá là từ 200 triệu đồng đến là dưới 500 triệu đồng. Điểm B là gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà cái tỷ lệ để tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Điểm C là lợi dụng thiên tai dịch bệnh mà để chiếm đoạt tài sản của người khác. Và tiếp theo nữa mình xin tư vấn về cái điểm G tại khoản 3 và khoản 4 của là tại khoản 4 là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm, hoặc là tù chung thân. Là điểm A quy định là chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng đó để trở lên. Điểm B là gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của một người, mà cái tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% trở lên, hoặc là gây thương tích là hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên, mà cái tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là 31% trở lên. Điểm C là làm chết người, và điểm D là lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh hoặc là tình trạng khẩn cấp.
Và tiếp theo đó thì mình sẽ tư vấn tại khoản 5 có quy định là người nào chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Và khoản 6 là người phạm tội còn có thể phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc là phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản có được do phạm tội mà gây ra. Và có một bạn nam trăn trở và đặt câu hỏi về cho chương trình như sau, và cũng như là cái tình huống thực tế mà nghiên cứu luật Việt Nam sẽ tư vấn cho bà con ngày hôm nay. Cái tình huống như sau: ông A rút 10 triệu đồng tiền từ cây ATM vừa ra khỏi ngân hàng, thì đi được một khoảng 200 mét thì B dùng dao dí vào cổ của ông A và yêu cầu ông A này là phải đưa tiền cho B, nếu không đưa thì B sẽ cứa vào cổ ông A. Ngay lúc đó thì người dân xung quanh thì phát hiện ra cái hành vi của ông B, thì đã bắt giữ ông B và giao cho công an phường. Và xin hỏi thì có một bạn kia nam hỏi là xin hỏi trong trường hợp này nếu mà B chưa lấy được số tiền của ông A vậy thì B có cái phạm tội mà không? Thì luật sư của nghiên cứu luật Việt Nam xin trả lời như sau. Thì nội dung tư vấn trước tiên là chúng tôi xin gửi lời cảm ơn của bạn đến khi mà gửi câu hỏi về cho chương trình của nghiên cứu luật Việt Nam, và câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp như sau. Thì về tội danh thì như đã phân tích tại điều 168 như sau, thì người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc mà có hành vi làm cho người khác bị tấn công, lâm vào cái tình trạng là không thể là chống cự được, nhằm là chiếm đoạt cái tài sản thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Và tiếp theo đó thì luật sư xin tư vấn tiếp nữa là về là cùng xem xét về cái hành vi của ông B. Thì B đã dùng dao cứa vào cổ ông A, và nếu ông A không có đưa tiền cho nhằm mục đích là nếu ông A không đưa tiền nhằm mục đích lấy được cái số tiền của ông B thì đã chính là cái hành vi mà đe dọa dùng vũ lực đó. Trước tiên đã có dấu hiệu đe dọa là dùng vũ lực rồi, bà con thấy không, ngay tức khắc làm cho ông A bị tấn công, lâm vào cái tình trạng mà không thể chống cự được đó. Thì bà con đã thấy được cái dấu hiệu đầu tiên của nó rồi bà con ha, nhằm chiếm đoạt số tiền của ông A từ trong ngân hàng rút ra. Và các bạn chuyên viên tư vấn pháp lý của bên nghiên cứu luật Việt Nam đã đúc kết là câu hỏi, trả lời và tư vấn cho bạn về những cái vấn đề bạn đã băn khoăn, đó là ông B chưa lấy được tiền của ông A thì có cái phạm tội hay không đó, đó. Thì chúng tôi và các bạn nghiên cứu của câu trả lời sẽ trả lời câu hỏi thì ông hành vi của ông B đã cấu thành tội cướp tài sản, bởi lẽ trong điều khoản nêu trên quy định về tội cướp tài sản thì nhà làm luật là không có quy định rằng người thực hiện hành vi phạm tội phải lấy được tài sản của người khác hay còn gọi là nạn nhân thì mới cấu thành tội phạm, mà chỉ cần người đó dùng cái vũ lực đe dọa ngay tức khắc hoặc là có những cái hành vi khác làm cho người bị tấn công rơi vào cái tình trạng là không thể chống cự được thì bị nhầm chiếm đoạt cái tài sản, là đã cấu thành cái tội mà cướp tài sản rồi bà con ha. Tiếp theo đó thì như vậy thì cái hành vi của ông B dùng vũ lực cứa vào cổ ông A chứ không phải ông H nha, mình nhầm ở đây bà con ha. Nếu mà không đưa tiền chiếm đoạt cái tài sản của ông H thì ông A, thì khi đó cái hành vi của ông B đã cấu thành cái tội mà tội phạm mà không cần phải căn cứ vào hậu quả là ông B là có chiếm đoạt cái được tài sản hay không. Mình xin đính chính là ông B chứ không phải là ông H bà con ha, mình hơi bị nhầm ở khúc ông H ở đây. Và cái hành vi của ông H này sẽ cấu thành cái tội phạm theo khoản 2 của điều 168, vì ông B đã có cái dùng dao, và là dao ấy, thì được gọi là vũ khí nguy hiểm và uy hiếp ông A cụ thể như sau. Thì tại khoản 2 có quy định là mình đã trích dẫn như trên thì phạm tội thuộc một trong trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến bao nhiêu bà con, đến 15 năm. Thì tại điểm D
Đó, điểm D khoản 2 có quy định là sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc là thủ đoạn nào mà nguy hiểm khác. Thì bà con phải lưu ý ở cái khúc này bà con ha. Và tiếp theo đó, cái về cái chủ thể, xét về cái chủ thể thực hiện hành vi phạm tội của thì là người có năng lực trách nhiệm hình sự, và có nghĩa là người có đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có đủ khả năng phải chịu nhận thức và làm chủ được cái hành vi của mình. Và bên cạnh đó thì nhà làm luật họ có quy định thì cái tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 112 của Bộ luật hình sự, thì tại khoản 1 thì người đã đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm là hình sự về một tội phạm, và tại khoản 2 là người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm về hình sự về cái tội phạm mà rất nghiêm trọng, do cố ý hoặc là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Và tội cướp tài sản tại khoản 2 điều 168 có hình phạt cao nhất là 15 năm, tức là cái tội phạm này rất là nghiêm trọng bà con ha. Bà con rất nhiều bà con hỏi là tội phạm nghiêm trọng là gì, thì bà con phải lưu ý cái hình phạt tại cái điểm đó, cái hình phạt cao nhất là xét về cái tính chất là nguy hiểm hay không. Thì đối chiếu với hai quy định trên thì nếu B đủ 14 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của mình. Còn mà nếu B dưới 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự của mình. Và tiếp theo nữa về cái năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì người nào có thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc cái bệnh về tâm thần hoặc là một trong những cái bệnh khác làm cho người mất cái khả năng nhận thức hoặc là cái khả năng điều khiển cái hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái người này, và phải áp dụng cái biện pháp là bắt buộc là chữa bệnh. Và nếu B là thuộc một trong các cái trường hợp trên á, thì H sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về cái hành vi của mình. Thì tổng hợp về độ tuổi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì nếu như H đủ đủ 14 tuổi trở lên và có đầy đủ cái khả năng mà nhận thức và làm chủ các hành vi của mình á, thì B sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về cái tội mà cướp tài sản theo khoản 2 của điều 168 Bộ luật hình sự 2015. Và trân trọng cảm mình trân trọng kết thúc câu hỏi ở đây. Và tiếp theo nữa mình sẽ tư vấn nốt luôn cái phần về cái nếu bà con mà có muốn tư vấn hoặc là tư vấn luật thì gặp chuyên viên tư vấn pháp lý, thì bà con liên hệ số điện thoại là 0847 106639 thì gặp chuyên viên tư vấn pháp lý, và tại đây bà con phải chịu một mức phí tương đương và để tư vấn cho bà con mình ha. Hoặc là bà con có thể liên hệ 0398 999 595 chắc Zalo để gặp chuyên viên tư vấn pháp lý. Tại đây thì họ sẽ đưa cho bà con cái định hướng giải quyết, và nếu bà con có muốn tự gặp tư vấn trực tiếp hoặc là trực tiếp tham gia tố tụng, tham gia bảo vệ quyền lợi cho bà con thì vẫn có bà con ha. Thì video đến đây đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn bà con đã xem video đến giờ phút này. Nếu bà con cảm thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho đến bà con, anh em và mọi người cùng biết. Và nếu bà con tạo động lực cho chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, để lại bình luận và like nếu cảm thấy video cảm thấy hay bà con ha. Xin trân trọng bà con. Xin trân trọng cảm ơn bà con đã xem video đến giờ phút này.